Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam sắp được khai thác Ngày 4 tháng 10, VOA tiếng Việt loan tin Việt Nam khởi động kế hoạch khai thác mỏ đất hiếm lớn nhất trong nước Theo đó, Việt Nam đang lên kế hoạch đấu giá khai thác mỏ đất hiếm lớn nhất trong nước nhằm tham gia vào chuỗi cung ứng đất hiếm giữa bối cảnh các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ đang nỗ lực giảm bớt sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Theo VOA, ngày 4 tháng 10, VN Express dẫn lời ông Lưu Anh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam, VTRE, cho biết doanh nghiệp này và đối tác Blackstone Minerals, đơn vị đàm phán đấu thầu các mỏ đất hiếm với Việt Nam, đang lên kế hoạch cho cuộc đấu giá khai thác mỏ Đông Pao, rộng hơn 132 hecta ở tỉnh Lai Châu. Đây được xem là mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam. Ngay sau khi đấu giá thành công, Chúng tôi sẽ sử dụng quặng từ mỏ này và các mỏ sẽ được cấp mới để sản xuất, ông Tuấn nói. Hình ảnh bản tin trên VOA. Được biết, Blackstone Minerals là một công ty của Úc có nhiều dự án đấu thầu đáng kể tại Việt Nam. Trong đó có hợp tác khai thác mỏ nickel tại Sơn La. VOA cho biết đất hiếm là loại khoáng sản đặc biệt dành cho việc sản xuất các sản phẩm công nghệ kỹ thuật cao như các chất xúc tác, nam châm, hợp kim, chất phát quang, để chế tạo điện thoại di động, ổ đĩa cứng, máy tính, thiết bị cho xe điện, vân vân. Một hãng thông tấn quốc tế lớn hôm 24 tháng 9 dẫn lời một quan chức của công ty khai thác đất hiếm do nhà nước kiểm soát Lafrico nói rằng việc khai thác hiệu quả mỏ đồng thao sẽ đưa Việt Nam trở thành nhóm sản xuất đất hiếm hàng đầu. Tuy nhiên, VOA cho hay sự tinh chế đất hiếm rất phức tạp và Trung Quốc đang kiểm soát nhiều công nghệ chế biến loại khoáng sản này. Phía Blackstone nói với hãng thông tấn quốc tế rằng trữ lượng lớn ước tính của mỏ đồng bao cũng cần được đánh giá lại bằng các phương pháp hiện đại. Tuy nhiên, đất hiếm ở mỏ này tương đối dễ tiếp cận và chủ yếu tập trung ở quận Besnestite theo Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội. VOA dẫn tin từ cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho hay Việt Nam có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới với 22 triệu tấn, Trung Quốc có trữ lượng đất hiếm lớn nhất với 44 triệu tấn, đứng thứ ba là Brazil với 21 triệu tấn. Tuy nhiên, phần lớn đất hiếm ở Việt Nam vẫn chưa được khai thác, đầu tư không được khuyến khích vì giá thấp do Trung Quốc ấn định và do nước này gần như độc quyền trên thị trường toàn cầu. Hình ảnh vị trí mỏ đất hiếm ở Đông Pau, Lào Cai Nói với VN Express, ông Lưu Anh Tuấn cho biết về quy trình công việc đã và sắp được thực hiện là thử nghiệm nguyên liệu đất hiếm trên dây chuyền quy mô nhỏ trong năm 2023, đưa ra quy trình thiết kế nhà máy khai thác mỏ, thiết kế đào tạo chuyên gia cho nhà máy phân tách quặng thành sản phẩm đất hiếm đạt độ tinh khiết từ 95% trở lên để đưa vào nhà máy phân ly trong năm 2024. VOA cho biết thêm, mỏ Đông Thao đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho công ty cổ phần đất hiếm Lai Châu, tập đoàn than khoáng sản Việt Nam. Cùng đối tác Nhật Bản khai thác vào tháng 12 năm 2014, nhưng quá trình khai thác vẫn không thể diễn ra vì nhiều trở ngại về công nghệ và cơ chế. Đất hiếm là một hỗn hợp quặng gồm 17 nguyên tố kim loại hiếm có Việc khai thác đất hiếm chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, nguy cơ gây ô nhiễm khi khai thác đất hiếm cũng rất cao, bởi vì đất đá thải ra trong quá trình khai thác quặng sẽ được lưu giữ trong những bãi thải lộ thiên, dẫn đến việc các chất độc hại trong đó hòa tan vào nước mưa, lan đến hệ thống nước ngầm và đất đai gây ô nhiễm. Tại Trung Quốc, việc khai thác đất hiếm đã gây ô nhiễm sông Hoàng Hà, nguồn nước của hơn 150 triệu dân đất đai và nguồn nước ở Quảng Đông cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam sắp được khai thác. Ông Thưởng không hoa ngôn Ngày 4 tháng 10, blog Trân Văn trên VOA có bài bình luận Ông Thưởng thành thật chứ không hoa ngôn. Theo tác giả, không phải tự nhiên mà có rất nhiều người sử dụng mạng xã hội để mỉa mai chủ tịch nước cũng như khi ông bảo rằng đất nước đang cần tiếng nói của tình yêu thương con người của lòng trung thực sự quả cảm tuy nhiên xét đến cùng thì ông võ văn thưởng thành thật chứ không ngoa ngôn tác giả trích dẫn lời phát biểu của ông thưởng theo đó kẻ thù nguy hiểm nhất của dân tộc trong hòa bình là sự vô cảm tính vị kỷ thói hưởng thụ lòng tham lam sự giả dối và độc ác là tham nhũng tiêu cực là sự tàn phá thiên nhiên, tàn phá văn hóa và đi ngược lại xu thế của thời đại. Nên đất nước đang cần tiếng nói của tình yêu thương con người, của lòng trung thực, sự quả cảm từ các nhà văn trong cuộc đấu tranh này. Hình ảnh bài trên VOA Tác giả bình luận, dưới gầm trời này, chẳng có mấy nơi như Việt Nam, nguyên thủ quốc gia phải lên tiếng kêu gọi giới cầm bút, tham gia chống các thói hư tật xấu cả trong xã hội lẫn hệ thống công quyền, khuyến khích giới này phải vừa trung thực vừa quả cảm. Muốn biết vì sao lại thế, xin cùng tham khảo. Tác giả dẫn quan điểm trung thực của một người Việt chia sẻ trên Internet vào tháng 2 năm 2009. Theo đó, ông dự đoán về vận mệnh của đất nước và những việc mà người Việt phải làm để không rơi vào bẫy nghèo đói. Từ đó đến nay đã 14 năm, các diễn biến của thời cuộc và hiện tình xứ sở đủ để từng người xác định ý kiến vừa kể là trung thực thậm chí là chính xác đến mức nào. Còn người đưa ra những ý kiến nhận định, đề nghị kiểu như vừa trích dẫn là ông Trần Huỳnh Duy Thức hiện đã ngồi tù 14 năm. Nếu không có gì thay đổi, ông Thức sẽ tiếp tục ngồi tù thêm 2 năm nữa để thi hành cho đủ bản án 16 năm vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tương tự vào tháng 10 năm 2010, tác giả nhắc đến một người Việt khác gửi cho công an tỉnh Đắk Nông một thư ngõ giải thích thêm về quan điểm của ông đối với hiện tình quốc gia nói chung và chủ trương khai thác bôxit tại Tây Nguyên nói riêng, đồng thời chỉ ra con đường thoát khỏi bế tắc để vươn lên chính là dân chủ, đa nguyên và nhân quyền. Hình ảnh Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng Tác giả cho biết, người viết thư ngõ này là ông Đinh Đăng Định, sinh năm 1963, cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, giáo viên hóa của trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, kết quả tháng 10 năm 2011, ông Đinh Đăng Định bị bắt, bị phạt 6 năm tù vì tuyên truyền chống chế độ. Đến tháng 4 năm 2014, ông định qua đời sau khi trăn trối với vợ con: "Đừng giữ lòng thù hận vì chúng ta không phải kẻ thù của nhau." Nhiều người tin rằng ông định bị đầu độc trong tù. Tác giả nhận xét, đối chiếu thực tại sẽ thấy những gì ông Đinh Đăng Định từng trình bày có trung thực và chính xác hay không khi thẳng thắn bày tỏ suy tư ông định có quả cảm hay không và bất kể bị ngược đãi tàn tệ đến mức mất mạng điều ông trăn chối cho thấy ông có đủ tình yêu thương dành cho đồng bào cho xứ sở hay không tác giả đề cập đến một người việt khác người luôn thúc đẩy phát triển truyền thông giáo dục và xuất bản bà phạm đoan trang 45 tuổi bị bắt vào tháng 10 năm 2020 và nay đang thi hành bản án 9 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước tác giả kết luận những trần huỳnh duy thức đinh đăng định phạm đoan trang và nhiều nhiều người việt khác giống như họ chính là nhân chứng cho những điều mà ông võ văn thưởng chủ tịch nước vừa xác nhận ở việt nam muốn trung thực thì phải quả cảm điều này thường chỉ có thể thấy ở những cá nhân có đủ tình yêu thương con người các nhà văn lão thành cả đời phục vụ đảng hiểu điều đó nên không ai thèm trung thực ông thưởng có vụ cũng thế thôi quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin ông thưởng không ngoa ngôn quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d